Ủa, ông có sao hay không? Giờ thấy cứ lầm lầm lỗi lỗi. Dạ ông bình thường á bà, tại ông vậy á. Ông cũng già cả rồi, trái gió trở trời, nhớ thăm chừng ổng. Chứ nhà này đi vắng suốt, có ổng thì cũng yên tâm. Dạ. Ủa? Ai đây? Dạ bạn cậu Kiệt. Sao nắm đây? À, dạ, à hồi nãy đông người lắm, cái xong rồi à, cậu Kiệt đi rồi. Còn cái cậu này á bị nhức đầu, rồi cậu Kiệt nói cho nằm ở đây đi, rồi chừng nào mà khỏe tự về. Còn nếu không mà cứ nằm đây ngủ, đợi cậu Kiệt với mấy đám bạn đi chơi về, rồi chở cậu này về. Sao bệnh hoạn, không về nhà nằm mà nằm nhà mình? Thì con cũng đâu có biết đâu, cậu Kiệt nói sao thì con cho ổng nằm lại vậy á. Trời đất, nóng quá trời. Đi lấy nước lau mát đi cho nó hạ sốt. Rồi coi có viên thuốc hạ sốt nào không, lấy cho nó uống. Con hả? Ừ. Alo. Dạ, em đây anh. Dạ được. Anh hẹn khi nào? Dạ thứ tư em kẹt rồi, anh hẹn lại thứ năm giùm em nha. Dạ, dạ được. Em cảm ơn anh nha. Dạ chào anh. Tôi á, ăn lương á, đâu phải đi làm mấy cái chuyện này, thấy không? Trời đất ơi, đâu phải tự nhiên khi không á, bắt tôi đi hầu hạ, lao cho trai thiên hạ vậy. Ơi, tự nhiên khi không á, nhà cửa mình không nằm, đi nằm ở nhà người ta ăn dạ vậy. Cũng may á, mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai, tôi mới hầu á nghe chưa. Còn mà xấu trai rồi này kia, nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó. Thôi mày im giận cái đi, người ta bệnh người ta mới nằm ở đây, cái làm bèm rủa xả hoài, nó lên máu nó chết bây giờ. Đi qua ra ngoài sau đi, cho nó nằm nghỉ ngơi một lát, Kiệt về đưa nó về, để đó cho ta nằm nghỉ. Rảnh tay. Cậu dậy rồi hả? Ôi. Cậu thấy trong người sao? Lúc nãy cậu bị sốt, rồi tôi kêu con Thà lau mát cho cậu rồi. Nè, cậu uống ly nước gừng đi cho khỏe. Con cảm ơn dì. Dì cho con hỏi là mấy giờ đi dì? Cũng trễ rồi. Cậu học chung với thằng Kiệt nhà tôi à? Dạ, con là sinh viên đại học, gần tốt nghiệp rồi. Con gặp Kiệt á, ở trong cái lớp học ngoại ngữ, rồi chơi với nhau tạo thành nhóm luôn. Tôi cũng đoán vậy. Nhóm hot boy à? Dạ hot gì đâu gì, toàn là bông không mà đâu có trái đâu. Rồi nhà cậu ở đâu? Cậu muốn về chưa? Hay là phải chờ bạn? Dạ thôi được rồi, để con tự về. Tại vì hồi nãy tụi nó mới đi chơi á, biết chừng nào mới về gì. Nhưng mà cậu thấy khỏe hẳn chưa? Cậu đi xe gì? Có cần tôi phải đưa cậu về không? Dạ không, con khỏe rồi. Con về được mà, con đâu dám làm phiền gì đâu. Con cảm ơn gì. Vậy để tôi tiễn khách quý ra ha. Cảm ơn gì.
Cậu về ha. Dạ, chào dì con về. Ừ. Chào chú con về. Ủa em. Dạ. Bạn của thằng Kiệt hả? Dạ. À, thằng Kiệt đâu rồi? Nó không có nhà. Nói với đám bạn kéo nhau đi chơi sau khi em đi làm rồi. Ừ. Em coi sao? Quản lý con chặt chẽ vô. Chứ cái tuổi này dễ bị hư hỏng lắm. Anh là đàn ông, nói chuyện với con dễ hơn em chứ. Anh vắng nhà suốt à. Em cũng biết mà, công việc của anh bận rộn lắm. Thì em cũng bận vậy. Nhưng mà chăm sóc con là chuyện của em. À, anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy. À, em à, thôi, đừng có giận mà. Anh vẫn chăm sóc con, anh chỉ lỡ lời thôi. Anh không có lỡ lời. Vì anh không cần phải nhắc nhở em chuyện này đâu. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi. À, ngày mai á, anh phải tiếp khách đặc biệt. Em đi cùng với anh nha. Mai công ty em bận việc rồi. Khi khác đi. Về đi. Thì sao mà còn phá làng phá sống nữa, tụi tôi nhốt luôn đó. Dạ. Yes sir. Về đi. Cảm ơn sếp. Thấy tao nói hay không? Nói tao ông bà già tao ra một cái là xong xuôi. Ôi. Nhưng mà tao thấy cái trò này nó mới vui. Gì? Thằng em vô trong đó mấy tiếng đồng hồ, nghe mấy ổng thẩm vấn thẩm tra, không biết là có được ra hay không, hay là phải vô nhà đá ngồi gửi lịch. Trò này không mới vui, mày mốt mày kiếm trò khác đi. Chứ bây giờ mày muốn sao mới vui hả? Đi ba nha. Ba. Ê, tao mới có quán ba này hơi bị ngon à. Có mấy em xanh tươi, thích tưới nữa. Bây giờ nè, tối nay mỗi thằng một em, lại rai tới sáng là vui liền chứ gì. Đấy. Nghe mày nói tao cũng thấy ham. Mà nè, tao mà đã tưới á, là tưới bằng cái giò rồng á nha mày. Ghê vậy. Nhưng mà thôi, hẹn bữa khác đi. Bữa nay có ông già tao ở nhà. Kỳ vậy mày. Ủa bộ ông dữ lắm à. Không có dữ gì, nhưng mà cái dạng của ổng khó khăn rồi sao á. Thôi mày ơi, phụ huynh mà lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình quyền lực, hiểu không? Thôi giờ vậy đi, giờ về, sáng mai đi sớm lấy con ngựa ra ha. À, ê mà nè, tao nghe nói á, ngựa chiến đút vô đó nha, chiến cỡ nào tới lúc lấy ra chả khác nào có đóng sắt dụng đó. Cái gì mày lo xa vậy? Dám đụng tới con ngựa tao á, tao nói ông già tao một tiếng thôi là cho về làm hành chính, khỏi đứng đường nha. Cho đi. Mày nói giỏi lắm. Mai á, mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai, tôi mới hầu nghe chưa. Chứ còn mà xấu trai rồi này kia, nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó. Thank you.
Nè nè cậu. Ủa? Cậu dạ. Có thấy anh Kiệt đâu không? À, dạ Kiệt mới vừa về vậy. À, tôi hỏi chuyện cậu một chút, có làm phiền cậu không? Dạ không. À, nhưng mà xe của con ở đây bị hư. À, vậy thì à, tìm tiệm sửa xe đi. Lát nữa tôi đưa cậu quay lại lái xe. Dạ nhưng mà con không có mang theo tiền. Không sao đâu. Cậu lên xe đi. Dạ. Đêm qua anh đã ở đây rồi. Tưởng đâu bây giờ anh về bển trả bài vô lịch chứ. Trả bù bù cái gì. Mệt. Ở đây gần, tranh thủ về nghỉ ngơi một chút thôi. Có gì đâu. Anh đói không? Không. Anh ăn rồi. Lúc nãy cậu ăn có no hay không? Chứ tôi thấy sức cậu mà ăn như vậy là hơi ít đó. Dạ, con ăn no lắm rồi. Con cảm ơn dì. Đừng có đi với tôi mà ngại nha. Sắp tới có lẽ tôi sẽ gặp cậu thường xuyên hơn. Vì tôi muốn biết được học hành giờ giấc của thằng Kiệt nó ra làm sao. Nhưng cũng đừng vì mối quan hệ với thằng Kiệt mà lúc nào cũng vì con nghe thấy ớn quá à. Tôi còn trẻ chứ có già lắm đâu. Dạ, dì còn trẻ. Nhưng mà dì cũng ngang bằng với mẹ của con. Trời đất, đừng có đem ngôi thứ trong gia đình ra đây. Đây là mối quan hệ ngoài xã hội mà. Với hơn nữa, tôi có ngồi với mẹ cậu đâu mà so sánh. Tôi muốn tạo mối quan hệ với cậu để tôi muốn biết được bạn bè của thằng Kiệt ra làm sao. Bây giờ ngoài xã hội nhiều cạm bẫy lắm. Tôi sợ nó xa chân lại hư hỏng, cho nên mới kiểm soát chặt chẽ như vậy. Dạ, con hiểu rồi. Tiền đây. Cái tiền vậy chị? Dạ 10 ngàn hả cậu? Cậu, hình như cậu mới về ở khu này phải không? À không, tôi ở khu trung tâm. Tại tôi thấy lúc này cậu ghé ở đây thường lắm, cho nên tôi hỏi thăm vậy mà. Mà cậu có người nhà nằm trong bệnh viện này hả?
hay là cậu muốn đưa người vô? À, bản thân tôi có người thân bị bệnh, muốn vô bệnh viện này. À, không biết bệnh viện này có tốt hay không, nên tôi vô đây thăm dò vậy thôi mà. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà ha, mấy người đi thăm bệnh đó, họ ghé quán là uống nước hoài. Tôi nghe nói bệnh viện này á tốt lắm á. Tốt là sao? Thì họ chăm sóc bệnh nhân nó tận tình chu đáo lắm. Đây nè, mới bữa trước có mấy người đến đây nè, ngồi đây uống nước, cái tôi mới hỏi thăm. Cái họ nói ở nhà họ có một cái cô đó còn trẻ lắm, tự nhiên cái phát khùng phát điên lên á, mà khùng nặng lắm. Cái cổ không biết gì nữa trơn á. Người ta mới đưa vô bệnh viện này điều trị mới có một năm mà giờ cổ bớt dần rồi. Bây giờ cổ từ từ á, cổ nhận ra người thân của cổ mà cổ hết bị phá luôn rồi. Ồ, hay vậy sao? Người nhà có thường xuyên thăm không cô? Có đông người thân không? Có. Nhà đó giàu lắm, họ đi xe hơi không à. Mà tôi không biết làm sao nha, mấy người giàu có sung sướng vậy mà tự nhiên phát khùng phát điên lên à. Từ nào giờ á, tôi tưởng đâu chỉ có mấy người nghèo khổ lăn lóc ở ngoài đời, bị dập, bị dồi, rồi bị quan, bị ức này nọ, người ta mới phát khùng phát điên lên chứ. Chị ơi, ở ngoài á, người giàu khùng đời, bị suy thoái kinh tế, phá sản. Lúc trước quen ăn sung mặc sướng, bây giờ không có cái gì để ăn, chết nặng, tức khí thì khùng thôi. Nhưng ca này có phải không? Cậu nói gì vậy? Không có gì. Cô có thường xuyên vào trong đó không? Không. Khu bệnh nhân á, nằm tuốt ở trong đó. Mà họ nhốt bệnh nhân lại, đâu có cho ra ngoài này. Tôi sao biết được. Nhưng mà mấy cái người họ đi thăm bệnh nhân hoài đó, họ ghé đây, thì họ nói chuyện cho tôi nghe cũng câu được không mất cậu. Anh ơi, cho em lấy xe. Dạ. Là nhiêu tiền nha anh? Tiền sửa xe là 250 á. Có gì á thì dì cứ gọi con nha. Lại con? Tôi mà có con như Thịnh á thì tôi cưng biết bao nhiêu. Nhưng làm sao mà Thịnh là con mi dáng mi. Tuy tôi không phải là hoa hậu đền hùng, tại vì không chịu đi thi hoa hậu thôi, chứ nếu hồi đó mà chịu đi thi á thì giờ chắc cũng là hoa hậu rồi. Cha cũng biết nịnh đầm phụ nữ quá ha. Tôi cảm ơn nha. Thôi được rồi, có gì á thì Thịnh cứ gọi cho tôi nha. Dạ gì? Thịnh biết rồi, vậy Thịnh về nha. Có gì Thịnh gọi. Được rồi, Thịnh về đi. Thịnh về nha. Vô đi. Chị ơi, tối nay mình có lịch dự tiệc ở bên Nai Vàng á chị. Tôi biết rồi, tối nay còn đi với tôi. Dạ, tối nay là em phải soạn tài liệu để gửi với khách hàng, sáng ngày mai họ cần gấp lắm. Cái đó để cô Trắng làm đi. Ủa, mà Trắng nào chị? Thì cô Trắng, cô Bạch đó, cậu là Khánh. Hai đứa chắc hoàng gia kiếp trước hay sao, kiếp này thành cặp đôi hoàn hảo. Công nhận sếp hay thiệt, tụi em giấu kỹ dữ lắm mà sếp vẫn biết. Gì mà giấu, chuyện này tôi biết rành lắm. Tối nay còn đi với tôi, tới đó có cần gì thì ghi chép lại. Ủa mà chị, tại sao anh Dũng không đi với chị? Những lúc mà mình gặp khách hàng như vậy, rất là cần có mặt anh ấy. Ông đâu phải là người của công ty mình đâu. Thôi, xuống kêu cô Bạch lên đây cho tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Anh nói với em rồi, đừng có tự tiện gọi cho anh. Em chỉ gọi hỏi anh là tối nay có đi tiệc hay không. Anh không đi được đâu. Anh biết là em có tên trong danh sách khách mời. Em cứ đi đi.
Thôi được rồi, anh không tới thì em cũng đi. Anh cứ ở nhà chăm sóc cô vợ yêu của anh đi nha. Bye. Thịnh ơi. Dạ. Con có điện thoại nè. Alo, Thịnh nghe nè. Ai vậy? Dạ. Dạ không. Bữa nay cháu đâu có gặp Kiệt đâu. Thì Thịnh không có gặp nó. Sao? Bây giờ luôn hả? Sao gấp chứ gì? Nhưng mà xe đang dở chứng rồi, không có đi được. Dì qua đón hả? Mi qua đón đúng không? Vậy cũng được. Có chuyện gì vậy con? Dạ mẹ của thằng Kiệt muốn gặp con để hỏi thăm tình hình của nó. Trời đất, nói chuyện với mẹ của bạn mà xưng hô trống không vậy đó. Nè, đừng có để cho người ta nói là nhà vô giáo dục nghe chưa? Con biết rồi, hồi nãy con bắt điện thoại lên á thì con chỉ nghĩ là nói chứ con lỡ lời thôi, chứ con biết mà má. Ừ. Hồi nãy có con đứa nó tới xin ghi tên học tháng này, má hẹn nó chút xíu lại gặp con đó. Vậy thôi thì má cứ ghi tên nó vô danh sách lớp đi. Con nhà nhiều cũng mệt lắm. Để con ra con gặp mẹ cũng kịp nha mày. Đi nhớ về sớm cho kịp giờ dạy nghe chưa? Dạ. Trời ơi, cậu, tôi dọn lên mâm lên chén đàng hoàng thì không chịu ăn. Trời ơi, bốc rí quen tay. Có ông bà ở nhà mà cậu làm vậy là tôi bị la đó. Có mình tôi à, dọn mâm, dọn chén chứ chớ rườm rà. Ăn bốc vậy á, nó ngon, thoải mái, muốn ăn gì ăn đó. Ê, gì? Mà chị nhìn mặt tôi nè, ai cũng nói tôi giống Ấn Độ đó. Ê, tôi mà bên Ấn Độ á hả, dám là tôi được mời đóng cô dâu 8 tuổi lắm đó.
Ôi thần linh ơi, trời ơi, người ta mà mời cậu đóng cô dâu 8 tuổi chắc tôi cũng được một vai đó. Dạ vậy? Bà nội cô dâu 8 tuổi. Ê thả vậy? Xuống. Dạ, gì? Mơ cao té đào giờ á. Tôi nói thiệt với bà á, bà cua đường cha tài là đỉnh nhất của cuộc đời bà đó. Cái gì? Biết tôi đang cua ảnh hả? Trời ơi, tôi giấu như mèo giấu cứt vậy mà cậu cũng biết. Cái mặt của bà mê cha thấy mồ. Xe Thịnh bị sao vậy? Xe cua bắp mà cứ bị hư hoài. Rồi sửa xong chưa? Thịnh cũng không biết là nó bị hư cái gì nữa. Thực ra thì cũng là thường hay tự mày mò để mà sửa thôi. Mà cũng hên xui lắm. Dạ, em nghe đây anh. Dạ, nhưng mà hôm nay em bận rồi. Bữa khác nha. À, tối nay về em sẽ gửi hóa đơn của khách đặt hàng rồi anh chuyển hàng qua bên đó cho họ giùm em nha. Dạ. Thôi anh cứ ở nhà chăm sóc vợ yêu anh đi nha. Em không có giận đâu. Tôi nói nè, sau này hai vợ chồng cưới nhau á, cứ về nhà của tôi hầu hạ, khỏi lo chuyện ăn uống. Thôi thôi được rồi, thôi đưa đây, ngồi xuống đây đi nha. Ngồi xuống đây đi, tôi dọn lên cho ăn đàng hoàng, khổ ghê vậy đó. Chúc ba mẹ tôi về rồi tôi ngồi vô mâm, vô chén. À, hôm nay á, ông nói với tôi á, là ông ở công ty, không có về. Còn bà á, thì bà đi dự tiệc, không biết có về hay không. Mà nếu như mà bà có về á, chắc cũng no rồi, không ăn đâu. Nay ba mẹ tôi không về nữa hả? Ừ. Thôi vậy thôi, tôi kêu đám bạn tôi về chơi. Ê, không được, cậu kìa, cậu phải học bài rồi ngủ sớm. Cậu ơi. Cái gì? Cậu ơi. Trời, tôi nói không được đâu. Tôi nói hả, tôi mà không nhắc nhở cậu á là ông bà chủ quở tôi á, riết rồi tôi cứ bị la hoài à. Được rồi, tôi sẽ làm chứng là chị đã có nhắc nhở tôi được chưa? Alo, sân vắng tới đi. Cậu. Gì? Cậu quên rồi hả? Chiều nay là bà đã bút lịch cho cậu học với cái cô gia sư gì đó rồi. À quên nữa. Ê, alo, đổi lại nha, mai tao bị lên thớt rồi, bữa khác. Ờ. Mắc cười ha, công nhận á, lên thớt để cho cô gia sư đó bầm thịt hả? Trời, tôi không thể tưởng tượng được trên đời này có một người con gái gan dạ đến như vậy. Dám dạy dỗ cậu tôi một bài học. Còn lại bà, đang lo không biết cái bà đó bà bầm thịt bà lên thớt tôi cái gì đây nè. Rồi đó bếp xếp hoài. Thôi, coi như là tôi nhường sân cho cái cô đó đó. Mà nè, vậy nhớ mặc đồ vô nha. Hồn. Cậu làm gì vậy? Làm, tôi tưởng tôi đang cũng trời chứ. Ai thèm nhìn ngó cậu làm gì. Ý tôi nói đây á là cậu phải mặc quần dài, áo tay dài đồ vô ha, cho nó là lịch sự. Đâu phải người ta hả, làm cô giáo tới nhà mình dạy rồi mình muốn mặc gì mà. Nhưng người ta vẫn là con gái, là phụ nữ chứ bộ. Mặc đồ vô để nhìn cho nó có thiện cảm chút xíu. Con gái phụ nữ gì cái bà tưng tưng từng tửng đó. Nè, ở đây không cần tình cảm ha. Vậy xong hợp đồng, trả tiền, biến. Trời đất ơi. Không biết làm sao mà ai mà dạy nổi cái cậu ông trời con này của nhà này chứ thiệt á. Mà chuẩn tội cho cái cô đó. Đi làm gia sư mà gặp phải mấy cái thằng mất vậy. Alo. Chắc mất sóng rồi. Điện thoại cũng cù bắp nữa.
Lấy cho tôi cái này đi em. Dạ, mời chị vô trong. Mời mấy chị. Tháo sim lắp vô đi. Để mai mốt tôi có việc gì cần hỏi về thằng Kiệt thì điện thoại Thịnh không bị mất sóng. Nhưng mà... Lắp sim vô đi. Cảm ơn. Ủa cô, sao tôi thấy người ta đi dạy, người ta dạy ban đêm không à? Sao cô dạy ban ngày vậy cô giáo? Trời ơi, em cũng muốn dạy ban đêm cho mát lắm chứ. Nhưng mà ngặt nổi là học trò của mình là con trai, cho nên mình phải xin bà chủ là mình dạy ban ngày. Chứ không là chút quạ vô thân luôn. À vậy là giờ bà chủ nhà tôi cho cô dạy ban ngày rồi đó hả? Cho rồi. Mà tôi nói cho cô nghe, mấy cái thằng thanh niên bây giờ nó không có kể ngày hay là đêm. Cô phải cẩn thận đó. Hả? À, hiểu rồi, nhìn em đi. Trời, người ta phòng vệ hết rồi. Có gì đâu phải coi chừng. Chị mới phải coi chừng hả? Để tôi nói chị nghe nha. Chị làm nghề giúp việc đúng không? Ừ. Ông chủ lớn, ông chủ nhỏ nè. Ha, thấy ghê không? Nhà đàn ông không? Kiểu mình ăn mặc hớ hên nè, đánh mi son nè, làm tóc nè, xơ móng tay móng chân nè. Đó, dễ lắm nha. Mấy người đó không có kiên cử gì đâu. Trời ơi, vậy là cô không biết rồi. Tại nay ông chủ nhà này với lại cậu chủ nhà này không phải là gu của tôi. Nếu như mà không phải gu mà đụng vô tôi á nha, là tôi thiến. Xuất sắc. Ở cái khâu này là chị trùng khớp với ý kiến của tôi á. Là phụ nữ là mình phải biết dữ dằn, phải biết tự vệ. Ai chê kệ họ, không có khe. Được, thôi vô đi chị. Vô đi. Đi đi, vô đây nè. Đó, bà dặn tôi á là sắp xếp chỗ này ha, cho cô dạy cậu Kiệt đó. Chứ không có lên trên chảnh, tại vì trên chảnh cũng có phòng học. Ờ, cô tính vậy cũng được á. Thầy ông lên chảnh thì được, chứ thầy bà lên thì nó cũng hơi kỳ. Cái gì cái nam nữ cũng thụ thụ bất thân, thấy không? Lửa gần rơm á, lâu ngày cũng phải bén. Bởi vì ở đây đi, học đây gần tôi. Tôi mới vừa mà thấy bén, cái tôi tạt nước vô gặp tắt liền à. Bà lo xa quá. Ủa, mình đi đâu vậy dì? Dì cái gì mà dì? Tôi không có thích không khí ồn ào ở mấy cái quán trong thành phố. Cho nên tôi muốn đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái một chút. Bộ Thịnh không thích sao? Dạ không phải. Mà nếu như My mà muốn hỏi cái gì Thịnh á thì cũng có thể nói chuyện qua điện thoại được mà. Đâu cần thiết phải đi xa như vậy. Mấy hôm nay tôi bị stress quá nên muốn ra ngoại thành để câu cá cho nó thoải mái đó mà. Cái gì? Bây giờ trời gần chiều tối rồi, câu cá gì nữa? Câu cá ban ngày là chuyện bình thường, câu cá ban đêm mới thú vị chứ. Đó mà là một thú vị đặc biệt nữa. Cá cũng giống như người, có những loài cá nó thích đi ăn đêm. Đã mày. Anh gì? Coi nè, mấy nhỏ tươi xanh. Thôi tôi phải coi đi. Suốt ngày coi toàn mấy cái tàu lao không à. Gì mà tàu lao? Không lẽ coi thế giới động vật? Đôi khi coi thế giới động vật vậy mà có ít hơn á. Bậy giỡn hoài. Ủa, anh hôm nay anh về sớm không? Nếu công việc xong sớm thì anh về. Mà dạo này á, anh phải lo khu nhà xưởng, rồi tuyển thêm nhân công nữa. Cũng bận rộn lắm. Em được đợi nha. Em biết rồi. Anh đi ha. Dạ. Tôi đi chú.
Đã mày. Alo, Thịnh nghe. À, dạ, à, Thịnh đang ở quán cà phê. Có Kiệt nữa. À, bây giờ liền hả? Dạ, dạ được rồi. Dạ, dạ. Hey man, đổi điện thoại luôn hả? Chà, sang dữ. Ồ, coi bộ dạy thêm dạo này khá dữ ha. Rửa con chậu lớn luôn đi anh. Rửa để sau đi. Bây giờ á, tao có chuyện phải đi nha. Gặp tụi mày sau. À, có chắc là nhận học trò mới đúng không? Ừ. Mà anh đó nha, dạo này em thấy lo kiếm tiền dữ quá mà bỏ bê anh em, buồn thiệt. Chứ bây giờ á, tao hỏi tao không kiếm tiền á, tao kiếm cái gì? Tao đâu có giàu như tụi bay đâu. Còn tụi bay không lo học hành đi, suốt ngày cứ ăn chơi quậy phá hoài. Ừ. Đi à, bữa khác gặp. Dạ, chào anh. Mới nãy ai điện thoại cho anh Trả mà anh Trả trả lời liên quan với tụi mình vậy? Liên quan có một mình tên của mày á. Thôi, bỏ qua một bên đi, đang hứng nè. Ê, tiếp rồi, tiếp rồi. Thôi. Nghỉ. Gì ba? Chán quá, chán. Cái gì? Giờ này mà học hành cái gì? Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Biết điều gặp nhiều may mắn. Đó giờ cậu nghe cái câu mình, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy hả? Đã cái lịch đó là hẹn với chế chiều nay mà. Nè, cậu nên nhớ một điều á. Tôi bao cậu đậu đại học đó cho nên cậu lo học hành cho đàng hoàng đi. Tôi á, gửi vô email cho cỡ 20 cái đề thi thử rồi đó. Lo mà giải đi. Lần tới tôi lên lớp mà không có là biết tay tôi nghe chưa? Ê, alo, alo. Gì vậy? Vụ gì? Làm cái gì mà kìm tập tôi 24/24 chứ vậy? Học thì cũng phải cho người ta thời gian người ta nghỉ ngơi chứ. Làm như má tôi cũng bằng. Mà vụ gì mà than như bọng vậy? Má tao, bà thuê bà gia sư á, kìm kẹp cho tao, ép tao nhép mía. Ê, 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 bà giáo già hả? Vậy được không? Không có già. Tao tìm hiểu là hơn tụi mình có 2 tuổi. Nhưng mà bà này được một cái này nha, dạy thì dễ hiểu hơn mấy anh cha thầy ở trung tâm. Có cái chiêu này độc lắm nha. Chiêu gì? Bà có cây roi. Mỗi lần mà tao cựa ngoài á, bà là gì? Quýnh mày hả? Ừ, tao mà ngồi ngoài chút xíu ha, bà lấy cây roi quất chát chát chát. Nói nghe nè. Gì? Bình thường tao thấy mày cũng chịu chơi lắm mà, nay tự nhiên hơn có 2 tuổi mà mày dưới cơ vậy. Làm gì? Tao giọt. Về coi mấy cái đề thi nó khó nhằn cỡ nào. Ê, kì vậy mày? Đổi style học bài mày. Đưa tiền trả tiền nước. Thằng đi. Ê, hai thằng nó bị gì vậy? Thôi mày, mày đừng lo mày ơi. Nó gò gò vậy mấy bữa à. Mấy bữa cũng bung lại à, khỏi lo. Đúng là thanh niên nhanh dễ sợ. Chứ chị em phụ nữ thì phải tô son trét phấn, không có nhanh như vậy đâu. Chủ men mà, không những nhanh mà còn mạnh nữa. Đi nha. Ok. Nhìn vừa vừa thôi. Nhìn kỹ quá, thấy hết tất cả các vết chân chim trên mặt của người ta rồi nè. Làm sao mà thấy được vết chân? Chị thấy được... Nè, Phạm Húy nghe chưa, cung nam. Cái gì? Cung nam là cái gì? Thanh niên thời nay ít đọc sách lịch sử ngày xưa quá. Trong cung vua thì nhà vua phải có cung nữ, thì hoàng hậu cũng phải có cung nam chứ. À, nếu mà hoàng hậu mà mướt như thế này á
thì chắc phải tuyển thêm hàng chục cung nam nữa mới đủ để phục vụ á. Tại Thịnh khiêm tốn quá thôi, chứ có một mình Thịnh là tôi cảm thấy vui và thỏa mãn lắm rồi. Nhớ nha. Dạ, chào anh chị. Anh thích xe nào? Dạ xe nào cũng được, chỉ cần một chiếc xe vừa vừa thôi, đừng có bị hư linh tinh là được rồi. Tùy Thịnh chọn thôi, vừa vừa hay không vừa gì, miễn sao Thịnh thích là được rồi. Thịnh thích xe này hả? Dạ thích, nhưng mà chắc mất tiền lắm. Chỉ cần Thịnh thích là được rồi. Em ơi. Dạ. Tôi lấy chiếc xe này, em làm tên giấy tờ của cậu này nha. Dạ, vậy mời chị làm thủ tục. Thịnh vô làm giấy tờ đi. Đây là nhà của ai vậy? Dĩ nhiên là nhà tôi. Tôi mới có thể đưa Thịnh về đây chơi tự nhiên được chứ. Chắc Thịnh không phải là người đầu tiên tới đây đúng không? Tất nhiên. Đã biết mình là người tới sau thì đừng thắc mắc là bao nhiêu người đi trước mình. Thật là không ngờ mẹ của thằng bạn mình trước đây nhìn cứ giống như là một mình phụ phu nhân sang trọng, kiêu hãnh, nghĩ là khó tính khó gần lắm. Ai ngờ. Tất nhiên, tôi vẫn khó với những người đáng khó. Và tôi cũng dễ gần với những người tôi cần. Ê mày, sao mấy ông già có bồ nhiều quá thì ta gọi là chất, dân chơi. Còn tụi mình mà có bồ nhiều quá thì gọi là hư hỏng, rồi cấm đoán. Công lý ở đâu? Công lý cái đầu mày á. Đơn giản thôi, tại vì mấy ổng á sợ mình giành hết gái của mấy ổng, hiểu chưa? Hay vậy. Ê, mà không biết Thịnh nó có bồ chưa ta? Trong đám là của mình nó là chững chạc với lại già dặn nhất thôi đó. Mày nói thiếu rồi đó. Không những thằng chả già mà còn nghèo nữa. Nhưng mà được cái á là học hành đàng hoàng, học giỏi cho nên tụi mình nhờ cậy được. Nhưng mà tại tụi bay không biết đó thôi. Dạo này cha Thịnh á đang bị tiền hành. Để ý đi, mấy lần đi chơi với tụi mình hú có thấy mặt mũi không đâu. Không phải, mà tại vì chả có lớp dạy tại gia ban đêm đó, cho nên là coi bộ làm gia sư kiếm tiền dễ. Ham làm. Tụi bay không biết gì hết á. Tuy nói như vậy chứ cha Thịnh nó sống tự lập, sống vô cái đồng tiền mà ổng kiếm được, đỡ hơn ba đứa mình còn sống bám cho gia đình. Cái tính đó của ổng làm cho thằng này nể. Ê,
Coi chừng làm to nha. Sao vậy? Tao mới nhớ ra đây nè. Tuần trước tao mới gặp ổng đi shopping trong một shop thời trang. Hơi bị lên đó. Đơn giản dễ hiểu thôi. Thì tính ra trong nhóm tụi mình chả nhìn ok, tướng tá mặt mũi đẹp trai thì được gái nào đó bao là chuyện đơn giản bình thường. Ôi da, mất dạy. Không tao. Mày nói chi tự nhiên cái tao ghiền. Rồi giờ làm sao? Có nào có em Út về không? Nếu mà có em Út á thì đâu ngồi đây móc mỏ vậy. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Ba thằng nhà giàu đẹp trai mà không thằng nào có gái hết hả? Ê, gì nữa? Gì nữa? Giờ kiếm gái đâu mày? Thằng tào lao tưởng gì? Muốn kiếm gái hả? Ừ. Lên trên mạng đó. Tao lại hai đứa bay. Gái trên mạng á toàn là xạo ke không à. Thì nó thả thính để nó câu mấy thằng giống như tụi mình á. Thì đâm đầu vô trong đó đi rồi rồi. Chứ ở ngoài khác gì đâu. Tính ra bây giờ mà kiếm được một em nào đó vừa dễ thương, hiền lành thật thà, coi bộ căng à. Ê gì? Mà anh em tao nói thiệt nha, hai bạn có yêu ai thật lòng chưa? Ngu sao yêu thật lòng mày. Trời ơi, con gái bây giờ nó toàn là thả thính, rồi nó dụ mấy đứa nhà giàu như mình vậy nè để moi tiền thôi. Thật lòng. Thì đó, tụi bay á không có thương ai thật lòng thì sao mong người ta yêu lại tụi bay thật lòng được. Mày nói hay lắm. Vậy mày có chưa? Tao cũng vậy. Trời ơi. Ê, nhưng mà tao biết được còn một người con gái tử tế. Ai? Nhưng mà khoan nha, không có dễ thương đâu. Là ai? Gần thôi. Cô giáo dạy kèm tao nè. Tao kể cho bay nghe. Tụi bay còn nhớ cái lần mà anh em mình đi chơi, cái gặp người con gái mà ngoan hiền đạp xe đạp đó. Ừ. Cái bàn tay tao nó không có yên, nó lỡ. Trời ơi, cái đợt đó chửi tao té khói luôn. Tao quay trở lại tính cà khịn xíu nữa. Ai ngờ tung cho tao mấy chưởng. Cái xe nó đè tao thiếu điều mà gãy cái giò luôn nè. Người đó đó. Cho vừa. Ủa, nói vậy là cái cô giáo đang dạy này là nhỏ đó hả? Đó. Quan gia ngõ hiệp vậy. Trái đất nó tròn. Mà mày biết không, bà già tao á, bà thấy cổ dữ dằn vậy, bà sẽ kìm kẹp được cái thằng này nên người. Không có đâu. Ghê. Bộ bà già mày tưởng là không có cô giáo, chắc mày là đồ bỏ à? Chắc vậy. À, cạn nó vô cái đi. Dạ luôn. Ê Kiệt. Gì? Mà không lẽ ba má mày đi hoài tối ngày bỏ mày ở nhà vậy hả? Mà thấy cái nhà này không? Rộng lớn vậy nè. Mà chỉ con nhỏ xin ở à. Đôi lúc tao á giống như tao đang ở trọ trong nhà này vậy. Thằng cứ đi kiểu đó đó. Bỏ mặt con cái rồi tới lúc mà nó hư bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu tụi nó. À thôi, chơi vậy đủ rồi. Tụi bay biến đi, cho tao học bài nữa. Gì vậy mày? Đang chơi mày làm gì vậy? À, hôm nay bộ cô giáo gia sư phù thủy của mày tới đây dạy hả? Nếu vậy để tụi tao ở đây rồi tụi tao chiêm ngưỡng dung nhan cô giáo đó đẹp cỡ nào. Ê được mày. Tầm bậy tầm bạ không. Bữa nay bà nghỉ, nhưng mà bà có để lại cho tao mấy cái bài. Bà nói bữa sau kiểm tra cấp đôi. Biến. Ham học dữ không? Thôi thôi thôi, về đi cho con người ta làm con ngoan trò giỏi. Tao mày qua rủ con Thịnh đi ba. Thịnh nãy tao mới gọi nó nè. Nó kêu nó kẹt xô rồi. Trời chán. Thôi, tao mày đi ra ngoài kiếm gà lạc. Thiếu gì trò chơi. Đi. Thôi, đi. Đừng giận tao ha, bữa khác tao buồn. Ok, ngày mốt karaoke. Ok. Chán mày quá. Coi ở nhà lo mà học bài đi. Mất công cô giáo Thảo quýnh cho te đầu. Đi à. Bài. Ghê. Điệu này chắc chém học sinh như chém chằn quá. Ê, mày nói sai rồi. Chém học sinh rồi nào. Ổng không chém phụ huynh thôi, chém học sinh làm gì? Đúng không? Hồi đó, mỗi lần rủ ổng đi chơi á, năn nỉ ổng gãy lưỡi. Còn giờ á, ổng còn sung hơn tụi mình nữa. Mấy chú còn non lắm, phải nên trải nghiệm đời nhiều một tí ha. Ghê không? Ghê không?
Rồi, anh hát tiếp đi. Trời ơi. Từng dịp em còn thơ đây, alo, tôi nghe nè. Đang làm cái gì mà tôi gọi hoài không nghe máy vậy? Đang họp với lại mấy người phụ huynh học sinh đó mà. Tôi kêu nghỉ dạy đi rồi mà. Thì cũng phải là dạy hết khóa mới nghỉ được chứ. Vậy đi nha, có lẽ cái gì gọi lại sau. Tụi mới đèn nó ghê thiệt chứ. Alo. Tối nay tôi có việc bận rồi. Mình gặp sau nha. Đuối rồi hả? Chuyện đó thì còn lâu. Đừng chán, muốn đổi vị chứ. Thôi đi, đừng có nham nhở nữa. Tối nay ở nhà có chuyện cho nên tôi phải về nhà. Có gì tôi sẽ gọi cho Thịnh sau, được chưa? Khánh hả? Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để cuối tuần này ra cảng đi nhận hàng nha. Nhớ không được để thiếu sót bất kỳ giấy tờ nào, phiền lắm. Dạ, hiểu rồi chị. Ừ, vậy thôi nha. Mà có chuyện gì vậy ta? Hay là quyết định ly dị mình? Hay làm sao đây? Khi ông Dũng thì không chịu bỏ vợ, mà mình bây giờ cũng đâu có thiết tha gì với ổng nữa. Chà, tất cả đều tại mình, đa đoan quá, giờ rối tung lên hết trơn. Ôi mệt thiệt. My, có bao giờ My nghĩ là lỡ có người nào phát giác chuyện này thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Có ai phát giác hay không á thì không quan trọng. Cái quan trọng là tôi cảm thấy mình được vui vẻ. Không biết là bao nhiêu lâu. Được lúc nào hay lúc đó. À, tôi đã nói với Thịnh rồi, nghỉ dài học đi. Sao phải nghỉ? Tại vì mỗi lần mà muốn gặp nhau cứ phải canh giờ giấc của Thịnh, tôi thấy phiền quá à. Thì mình cũng phải tìm cách để mà hợp thức quá số tiền mình có chứ. Hay là tôi xin một công việc gì đó cho Thịnh làm ở bất kỳ công ty nào, chỉ để là hình thức thôi. Vậy sao My không đưa vô công ty của My luôn? Lúc đó quản lý 24/24, mua lúc nào thì cũng có. Tôi thì lại ghét tình công sở lắm. Vậy sao cũng được. Nhưng mà chuyện đó làm sao đi. Còn bây giờ chuyện gì cần làm trước thì làm trước nhé. Tôi nghe nói dạo này Thịnh hay tụ tập với đám của thằng Kiệt đi chơi lắm đúng không? Bỏ đi nha. Đâu có ham đâu. Tại vì chơi tụi nó từ đó đến bây giờ. Không lẽ bây giờ mình tách ra, mất công tụi nó để ý làm sao? Nói gì nói, mấy con nhỏ đó nó cũng dày dặn kinh nghiệm. Chơi riết rồi ham. Hơi đâu mà My lo. Mấy con nhỏ đó một ngày tiếp mấy chục thằng. Làm gì làm cho có thì làm sao mà đam mê cuồng nhiệt giống như là đối với My được. Nói cái miệng thì hay lắm, nhưng mà tôi không có tin đâu. Mấy con nhỏ đó
ít ra thì nó cũng trẻ đẹp, hấp dẫn hơn. Tụi nó cho biết để mà đề phòng. Dính vô tụi nó rồi á, bệnh xã hội nó lây cho thì tiêu đời đó nha. Nghĩ sao vậy hả? Ở đó mà lo bò trắng răng, không lẽ mày nghĩ tôi bây giờ tôi đi chơi á, tôi không biết tự bảo vệ mình hay sao? Mấy con nhỏ đó mà có cho tôi á, tôi không thèm đâu ha. Tự nhiên ba của thằng Kiệt đòi đổi nhà. Em sẽ không hỏi anh dọn nhà đi đâu. Chỉ cần anh nghĩ đây là thiên đường của tụi mình. Em cũng đâu cần biết về chuyện đó đâu. Mình sống như vậy vẫn ổn mà đâu cần biết nhiều về nhau. Em không nghĩ vậy. Còn em nghĩ khác sao? Vậy chứ anh hỏi em cái lúc mà ở quán bar đó, em có cần biết anh là ai không? Hay là chỉ cần anh trả tiền nhiều hơn mấy thằng khác là được rồi? Anh sống với em mấy năm nay, bộ anh không có chút tình cảm gì với em sao? Anh chỉ xem chuyện của tụi mình chỉ là cuộc mua vui thôi hả? Em à em, nếu mà em rảnh á, coi tin tức thời sự đi nha. Đừng có coi ba cái phim tình cảm dớ dẫn đó nữa. Rồi nghĩ mình là lem, còn anh á là soái ca ngôn tình. Trời đất ơi, anh sắp thành làm soái ca rồi. Sống ngày nào hay ngày đó. Đừng có suy nghĩ xa vời quá. Anh có nghĩ là em yêu anh không? Suốt mấy năm nay em sống với anh ở đây, em không qua lại với bất kỳ ai hết, cũng chỉ gì. Đất ơi, trời đất ơi, em ơi, anh làm biến em mấy cái chuyện mà tình cảm xến xúa đó lắm ha? Anh mất niềm tin vào đàn bà rồi, mà em lại là gái bóng ba nữa, anh càng không thể tin được. Mà nghĩ cũng tốt. Như vậy thì mình không cần phải ở gần nhau. Hay cũng hay hay ha. Mà ổng tính là đổi đâu chưa? Cũng chưa biết nữa. Ngày mai tôi với ổng đi coi nhà rồi mới tính. Mà nè, mai mốt á, đổi nhà rồi mình có hẹn gặp nhau thì Thành cứ tới thẳng đây đi nha. Tôi khỏi phải tới nhà đón. Đón hoài sợ hàng xóm nhìn ngó dị nghị cũng kỳ. Mới quên nữa, tối nay á, Kiệt nó rủ đi chơi bowling mà hết tiền rồi. Hết tiền thì nói. Nhưng mà nói cho biết, tôi mà biết được lấy tiền này đi bao gái á, tôi cắt hết mọi viện trợ đó nha chưa? Biết rồi, yên tâm đi, nghĩ sao vậy? Cảm ơn. Ủa? Chị My đâu em? Hôm nay chồng của chị My đưa chị đi coi nhà, anh không biết hả? Coi nhà ở đâu? Thì chồng của chị muốn đổi nhà mới, nên hôm nay đưa chị đi coi á. Cái nhà chị đang ở là mới dọn về mà, sao còn đi xem nhà gì nữa? Em cũng không rõ nữa. Chị có nói khi nào chị về không? Dạ, chị cũng không có dặn luôn. Cảm ơn em. Dạ. Không ngờ lại có nhiều chưa đọc ghê. Hèn chi đắt khách, đắt xô mà còn đắt tiền nữa. Thời buổi khó khăn mà anh, không khác người sao sống. Rồi. Nè, anh có ý này nè. Anh muốn bao độc quyền em á, thì em nghĩ sao? Trả nổi không mà nói. Thì em phải cho cái giá đi, nếu được thì anh ký hợp đồng liền. Nhưng mà nên nhớ á, anh không phải là đại gia ha. Mà em á thì không phải là hoa hậu. Cho nên nó đừng có bày đặt mà đưa cái giá mà giống như là 16 tỷ như hoa hậu nào đó. Ha, anh chả có nổi đâu. Đại gia gì mà chia tay đòi quà. Em mà là con nhỏ đó hả? Thiến, chứ mà để nhỡn nhơn vậy hả? Dữ như giặc vậy đó. Thì tất nhiên anh không phải đại gia nên anh không phải như thằng đó rồi. Nhưng mà vấn đề nếu được, anh ký hợp đồng là 3 năm liền. Anh nghĩ 3 năm là đủ rồi đó. Chứ em 7 năm là chắc nhão hết trơn rồi, không xài được gì nữa. Hả? Dạ, anh nghe rồi.
Bảnh quá vậy ta. Chứ không phải hồi trước anh đâu có thèm dòm tới tụi em đâu. Trời ơi, thấy bạn anh đi với tụi em á thì anh chê người ta là suy đồi trụy lạc gì đó. Giờ ghiền luôn kìa. Khi mình không có tiền thì đừng cho người ta biết mình thèm ăn ha. À thì ra cũng thèm nhẽo nhão mà làm phách. Đây nè, anh là đàn ông ha, thấy gái sao không thèm hả? Dữ nha. Ai phá đám vậy này trời. Alo, Thịnh nghe nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Thịnh đang ở đâu vậy? Đang nói chuyện với phụ huynh. Phụ huynh? Suốt ngày nói chuyện với phụ huynh. Mà phụ huynh đâu nhiều quá vậy? Nè, phụ huynh nào mà cười vô duyên quá vậy? Tôi đã kêu Thịnh nghỉ đi mà Thịnh không chịu nghe. Trời đất ơi, đâu phải muốn bỏ dạy là bỏ đâu. Mình bỏ dạy mình mất dạy rồi sao, đúng không? Giận thôi chứ có muốn gì á thì cũng phải hết khóa học, đang trong khóa mà, 3 tháng nữa. Làm gì làm á, thì tụi nhỏ còn muốn học, mình cũng phải dạy cho hết chứ. Bỏ ngang xương nó kiện sao? Con kiến đi kiện củ khoai hay sao? Mấy người nghèo mới sợ thua kiện. Còn Thịnh á, ai mà kiện, tôi lo cho Thịnh hết. Đại gia nói chuyện cũng khác ha. Đụng hở chút xíu cái gì cũng mang tiền ra hết trơn. Tôi á thì giáo nghèo thôi, nhưng mà không thể nào tôi mất uy tín với học trò được ha. Tiền tôi chu cấp cho Thịnh không đủ sống hay sao mà phải đi dạy học trò hoài vậy? Vấn đề không phải là như vậy. Vấn đề ở đây thôi mà thôi đi, lát cái gì gọi lại đi nha. Có gì Thịnh đang bận nha. Tiếp tục đi. Sao không nói là đang học bài, đang trả bài đi. Ai gọi vậy? Bạn gái đại gia hả? Bạn hàng chung một công ty cổ phần. Cái gì? Anh chơi chứng khoán hả? Bộ vốn sơm lắm sao? Dũng lớn lắm á. Giống như em vậy đó, vốn tự có. À, thì ra là anh cũng đi cặp với mấy bà già rồi mới có tiền sơm vậy đúng không? Bình đẳng như nhau thôi, của thiên trả địa. Vậy thì em sẽ chặt chém anh gấp đôi người khác, chịu không? Em muốn nhiều cũng được, nhưng mà phải làm cho anh thỏa mãn nha, đúng không? Khoan khoan. Cái gì đó? Tôi cử rồi. Chơi mấy cái này có ngày chết sớm à. Không có tiền thì mới chết. Giờ có tiền thì mình cứ bay thôi. Thử không? Thôi bỏ đi. Anh đẹp trai chứ không có dạy ha. Nhắc cái. Ai chọc quê anh sao cũng được chứ, nhưng anh không có ngu. Xong rồi hả? Rồi. Ê kìa, hôm nay mà không về chung với Hưng với Dung hả? Nãy nó có việc về trước rồi. À. Học cũng chán, mà giờ ra đây ngồi cũng chán. Làm gì giờ ta? Nếu mà không biết làm gì thì lên lớp học tiếp đi. Ít ra cũng có bài về nộp cho cấp trên. Mày điên hả? Mày nói là mày khinh thường tao đó. Tao đâu cần phải có mặt ở lớp mới có đầy đủ bài đâu. Có người giúp sẵn. Hay quá. Mà tụi mày không hiểu ý tao gì hết. Ý tao nói bây giờ là làm gì cho bớt chán nè. Ê! Cái gì? Cái gì vậy? Giờ làm gì mày? Mày điên hả? Tào lao. Mày không làm gì đó là làm đi. Tao thì đang suy nghĩ cái vụ của thằng cha Thịnh. Vụ gì? Dạo này thằng cha hay đi đánh lẻ lắm, không có còn đú theo tụi mình như lúc trước nữa đâu. Nhớ hồi xưa không? Chuyên chỉ bài tụi mình, rồi tụi mình cho tiền xài. Giờ lên quá, đâu thèm. Đúng rồi. Giờ người ta sắp thành đại gia rồi, đu đeo theo tụi mình làm gì nữa. Ừ. Mà tại sao giàu nhanh dữ vậy ta? Mà tao thắc mắc nha,
ổng đang làm gì mày? Thì chả dẫn đi dạy thêm, nhưng mà nghèo chết cha mày ơi. Mà độ mấy tháng nay nha, chả lên dữ lắm, lên dù dù luôn á. Đồng hồ nè, xe nè, điện thoại, đồ toàn là hàng hiệu, không có chơi hàng chợ như lúc trước nữa đâu. Má của ổng nói á là dạo này rất là hay bỏ dạy, ban đêm dạy có một hai lớp về mà cũng bỏ luôn. Ê, gì nữa? Mày nói đúng á, nó nói có lý á. Lên nhanh như vậy là chỉ có buôn lậu vũ khí hay là bán heroin thôi. Mày ví dụ đi, có đi buôn lậu á, vốn ở đâu ra? Nhìn chả là chẳng qua chỉ được cái vốn tự có thôi, đúng không? Quỷ, đào được cái mỏ vàng của bà nào rồi? Bữa nào đi rình không? Ôi trời ơi, rảnh đâu mà đi rình. Thì tao nghĩ là mấy má mà già sụn sồn á, có tiền ăn no phè phỡn, rồi ham muốn cái chuyện đó. Bây giờ nó muốn ở không mà có tiền thì bây giờ phải hy sinh cái gọi là thưởng thức nghệ thuật, lao động chân tay, vậy thôi. Cũng may tụi mình là không có bọt bèo tới nỗi mà phải đi cặp mấy bà già, chứ không mà tao nghĩ tới là ói chết luôn á. Ờ, mà cái lớp anh văn của con chả đó, tao nghe nói cũng bỏ luôn nghỉ dạy rồi. Dạo này người ta đi chơi còn nhiều hơn tụi mình nữa nha mày. Thì phải lui tới đó để gom tiền của mấy bà già nuôi mấy em trẻ, giống như mấy nhỏ quán bar đó, gom tiền của mấy ông già nuôi một thằng ma cô rồi đó. Chuyện bình thường của huyện, thằng này yếu. Cái tính của tao á, tò mò là tao phải làm rõ. Thôi tao nghĩ nha, tao muốn biết mặt mũi của cái người đó ra làm sao, cao to ù ốm, già trẻ lớn bé như thế nào. Thôi tưởng tượng ha, tự nhiên có một ngày đi thấy thằng chả đi kế bên nhỏ tướng bốc lửa, cái kêu một cái quay mặt lại, mặt nhỏ già chát, má chảy xệ xuống, trời ơi như cái nụt trẻ luôn. Hai thằng bay rảnh vừa vừa thôi, kiếm cái gì chơi đi. Ở không quá, cái chuyện hàng của nó, già trẻ lớn bé làm sao á, chuyện của nó xài. Mắc mớ gì tới hai thằng bay, hai thằng bay thích á, tự nhiên tao có hứng. Ờ à, ba nè. Hả? Tôi đã nói rồi, nghỉ dạy học đi, còn mọi thứ khác để tôi lo. Đi rồi, nó hoài à. Vậy nha. Nè. Má. Con làm cái gì mà có xe rồi mà còn cứ đi tò tò chung xe với cái bà đó hoài vậy? Thì con đi công việc nữa, đâu phải là đi việc riêng của con không đâu. Con đi công việc gì với bà? Thì con đi có việc á mà. Con đang nhờ cổ xin việc cho con bên công ty. Con ở trong công ty của người ta. Con xin làm ở công ty gì? Ờ, thì công ty phụ sản má. Cái gì? Cái gì mà công ty phụ sản? Con nói lộn, bệnh viện phụ sản. Ờ. Ủa mà má nhớ hồi đó con đâu có học bên bên y khoa đâu mà tự nhiên vô bệnh viện làm vậy? Thì con đâu có nói với má là con vô đó con làm bác sĩ đâu. Con vô trong đó là chịu trách nhiệm về lấy tinh của khoa hiếm muộn má. Ý trời, mày làm cái công việc gì mà tréo ngoe vậy Thịnh? Trời, có gì đâu tréo ngoe má. Thì cái việc gì á mà mình làm ra tiền thì có cơ hội mình cứ làm thôi. Ờ mà má thấy nó sai sai thì sao á? Má không hiểu làm sao mà con nhờ giả người ta mà người ta đưa đón về tận nhà. Ờ, thì con có giúp cho cô ấy một vài việc nữa. Ờ, mà nói gì thì nói, má thấy là con không nên đi thường xuyên với cô ta, dễ gây hiểu lầm lắm biết không. Chiều nay con lại bỏ lớp nữa nè. Đã nhận dạy con người ta thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Nhận tiền học phí xong rồi cứ bỏ lớp như vậy hoài, phụ huynh á không khéo họ nói là mình lường gạt đó con biết không, mang tiếng chết luôn. Con cũng đang tính không dạy nữa nè má. Con mệt quá là không muốn dạy nữa. Sao kỳ vậy? Dù sao á thì cũng có thêm một số chi phí trong nhà mà. Chứ má nghĩ đi, bây giờ con xin việc làm rồi, người ta nhận con vô làm á thì thời gian đâu mà con dạy nữa. Thôi con mệt lắm, con muốn nói nữa, con đói bụng rồi, con vô ăn cơm nha. Vô má. Cả
lạ lạ. Cũng phải là thằng con của mình nuôi dạy nữa. Làm cái nghề chó đầm, lấy tinh, không biết lấy của nó hay của người ta nữa. Mà cách gì cũng kỳ kỳ hết á. Anh ngồi đây sao không mặc áo khoác, nhiễm sương rồi lạnh rồi sao? Em ngồi đi. Em ăn gì chưa? Em ăn với khách rồi. Công việc công ty dạo này thế nào, ổn chứ? Dạ cũng ổn anh, tại vì em muốn doanh số tăng thêm nữa cho nên em phải siêng năng làm việc thêm chút. Sao vậy, anh không được khỏe hả? Đâu có, anh ngồi đợi em về đó. Anh định bàn với em chuyện dọn nhà. Bộ anh muốn dọn liền hả? Càng sớm càng tốt em mà. Anh đã bàn giao cái thủ tục sang tên rồi. Người ta nói là tuần sau là xong. Khi nào mà ra công chứng á, người ta thông báo hai vợ chồng mình có mặt, đưa nốt phần tiền cuối cùng rồi ký tên là xong luôn. Mình phải làm cho sớm em mà, để còn lo công việc nữa. Cũng được. Nếu như anh ở đây cảm thấy bất an. Không chỉ là chuyện bất an thôi đâu, mà còn... Thôi không sao, miễn là công ty hai vợ chồng mình không đặt tại nhà, cho nên di chuyển cũng dễ. Anh coi ngày rồi báo em sau nha. Anh sẽ thuê dịch vụ trọn gói dọn nhà đó. Tới lúc đó mà em không an tâm á, ngày đó mà em rảnh thì em cứ ở nhà sắp xếp theo ý của em ha. Anh cứ coi ngày đi rồi báo cho em biết. Em sẽ ở nhà lo phụ với anh. Thôi, em lại nghỉ ngơi đi. Dạ.